Đây là bài 9 trong loạt bài nghe nói tiếng Trung giao tiếp dễ dàng 1 của Hội quán Tam Thế. Đi chiếu cửa. Trước tiên hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cảm ơn. Xie xie. Tiếng Trung khó không? Hàn yǔ nán ma? Đừng khách sáo. Bú khờ chỉ. Alo. Wei. Ở ngân hàng. Zài yín háng. Không phải. Bú shì. Đi bưu điện. Chù yếu chú. Mình đi đây. Wǒ zǒu lǎo. Mai gặp. Mǐng tiān jiàn. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại từ hôm nay. Jīn tiān. Jīn. Jīn. Tiān. Tiān. Jīn tiān. Jīn tiān. Hôm nay bạn bận không? Hay bạn hôm nay bận không? Jīn tiān nǐ máng ma? Nǐ jīn tiān máng ma? Hôm nay không bận. Jīn tiān bù máng. Jīn tiān bù máng. Hôm nay đi đâu? Jīn tiān qù nǎ? Jīn tiān qù nǎ? Bây giờ là từ thứ tuần. Xiêng chi. Xiêng. Xiêng. Chi. Chi. Xiêng chi. Xiêng chi. Hôm nay thứ. Jīn tiān xīng qī. Jīn tiān xīng qī. Bây giờ là từ mấy? Chỉ. Chỉ. Thứ mấy? Xing chi chỉ. Xing chi chỉ. Hôm nay thứ mấy? Jīn tiān xīng qī jǐ. Jīn tiān xīng qī jǐ. Thứ mấy đi bưu điện? Xīng qī jǐ qù yǒu qǔ. Xīng qī jǐ qù yǒu qǔ. Thứ mấy gặp lại? Xīng qī jǐ jiàn. Xīng qī jǐ jiàn. Bây giờ là từ chỉ số 2. Er. Er. Thứ ba nguyên văn là thứ hai. Xīng qī er. Xīng qī er. Hôm nay thứ ba. Jīn tiān xīng qī er. Jīn tiān xīng qī er. Mai thứ ba. Míng tiān xīng qī er. Míng tiān xīng qī er. Hôm nay thứ ba à? Jīn tiān xīng qī er ma? Jīn tiān xīng qī er ma? Thứ ba đi uống cà phê không? Xīng qī er qù hē kā fēi ma?
星期二去喝咖啡吗？Thứ ba đi đâu? 星期二去哪儿？星期二去哪儿？ Bạn thứ ba đi ngân hàng à? 你星期二去银行吗？你星期二去银行吗？ Không, mình thứ ba đi bưu điện. 不，我星期二去邮局。不，我星期二去邮局。Bạn thứ ba đi à, với nghĩa rời khỏi. 你星期二走吗？你星期二走吗？ Bây giờ là từ chỉ số 1. Y. Y. Hãy nhắc lại 2. 2. 2. 3. 3. 3. Thứ hai nguyên văn là thứ 1. 星期一星期一 Thứ ba 星期二星期二 Thứ tư 星期三星期三 Hôm nay thứ mấy 今天星期几今天星期几 Hôm nay thứ ba 今天星期二今天星期二 Bài học này đến đây là hết.